Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn cách làm xương sáo sữa tươi cùng với đó là hạt é. Để nấu xương sáo được dẻo dai, đơn giản tại nhà thì cách làm hôm nay mình chia sẻ chi tiết đến các bạn từng công đoạn để cho phần xương sáo của mình ăn được ngon hơn. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng mình để thực hiện món xương sáo sữa tươi này nha. Để trong tủ lạnh mình uống dần rất là ngon luôn. Đầu tiên thì ở đây mình sẽ có một gói xương sáo đen và mình sử dụng cái hiệu này nha các bạn. Một chút xíu muối thôi. 300ml sữa đặc. 30g hạt é. Phần này khi ngâm ra rất là nhiều. 100g đường để trộn chung với lại hạt é. Sữa tươi thì mình chuẩn bị là 1.2 lít và mình sử dụng là sữa tươi không đường. Mình sẽ đi ngâm hạt é trước. Thì hạt é này mình chỉ cần cho nước lọc vô là được. Ngâm để hạt é được nở ra hết nha. Mình sử dụng nước bình để uống á, tại vì hồi nữa cái phần này mình đâu có rửa lại đâu, cho nên các bạn sử dụng nước bình mình uống hàng ngày. Rồi cái phần xương sáo thì mình sẽ cắt ra và lấy phần bột cho vô nồi. Tiếp đến là 100g đường thì mình cũng cho vô luôn. Và một chút xíu muối. Trong cái gói xương sáo sẽ có cái ống dầu chuối, nếu mà các bạn thích cái mùi này thì mình cho vô luôn, còn nếu mà không thích thì mình khỏi để. Ở đây thì mình sẽ không để nha. Tiếp đến thì mình sẽ trộn đều lên cái đường và bột xương sáo. Rồi mình sẽ cho vô đây là 1 lít nước. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều lên. Nếu mà các bạn thích nó mềm hơn thì mình có thể sử dụng tầm 1 lít 2 nước đổ lại thôi. Còn thích nó cứng nữa thì mình sử dụng tầm 800ml. Còn ở đây thì mình sử dụng là 1 lít nước là mình thấy nó vừa. Còn nếu mà muốn nó mềm và núng nính hơn chút xíu nữa thì mình chuẩn bị tầm chừng 1 lít 2 thôi. Các bạn đừng nên để quá nhiều. Để nhiều nước quá thì phần xương sáo sẽ không có được ngon, bị mềm và dễ bị ra nước nha. Mình khuấy đều đi để cho đường tan, rồi mình sẽ ngâm phần xương sáo này trong vòng là 30 phút. Sau 30 phút thì mình sẽ bắt nồi xương sáo lên bếp để nấu. Trong lúc mà mình nấu thì mình sẽ lấy một cái phới lòng và mình khuấy đều trên nồi luôn, khuấy liên tục luôn nha các bạn, không ngừng tay. Mình làm như vậy thì xương sáo sẽ không có bị vón cục mà rất là mịn màng. Các bạn thử làm một lần rất là dễ luôn. Ngâm xương sáo trước khi mà mình nấu thì cũng giúp cho xương sáo được mịn màng, không bị lợn cợn khi mà mình ăn phần xương sáo đó các bạn. Đó, khi mà mình khuấy mới thì mình sẽ thấy là nó sẽ lợn cợn. Tuy nhiên thì mình khuấy một hồi thì các bạn sẽ thấy nè, nó hơi đặc nhẹ lại. Và bây giờ càng khuấy thì phần bột xương sáo này nó sẽ càng mịn hơn. Và mình sẽ không có còn thấy nó lợn cợn nữa. Bây giờ nó sắp đông lại rồi thì mình sẽ khuấy cho các bạn dễ coi hơn nè. Đó. Khuấy liên tục luôn. Mình thấy nó vừa đông lại đúng không? Cái mình khuấy liên tục, khuấy đến một hồi đó các bạn thấy không? Mình không có cắt, không có gì để các bạn dễ thấy hơn. Là mình khuấy một hồi, cái phần xương sáo sẽ sánh lại và rất là mịn luôn. Và khi mà mình khuấy như vậy đó, cái mình thấy xương sáo được mịn lại rồi đó, thì mình sẽ tắt bếp và đổ vô khuôn. Chứ mình không có khuấy hoài trên bếp. Nếu mà khuấy hoài như vậy thì xương sáo sẽ bị đông lại. Và khi mình đổ vô khuôn sẽ bị bở và không được ngon, không còn kết dính nữa. Bây giờ mình sẽ đổ vô khuôn liền luôn. Không có cần đợi cho nó nguội nha. Mình tắt bếp và mình để sẵn cái khuôn đi. Cái mình cho trực tiếp xương sáo vô khuôn liền luôn nha các bạn. Để đến khi nào mà phần xương sáo được đông, nguội thì mình mới lấy ra và mình cắt nha. Cái này thì mình cũng có thể chĩa cái quạt vô cho nó nhanh nguội cũng được. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi nấu phần sữa tươi ha. Thì mình sẽ cho hết phần sữa đặc vô nồi. Tiếp đến thì mình cho vô đây thêm một chút xíu muối. Và phần sữa tươi thì mình cũng cho vô luôn. Các bạn có thể sử dụng sữa tươi không đường hoặc là có đường đều được hết. Thích ngọt thì mình sử dụng có đường, còn không thích ngọt nhiều thì mình có thể sử dụng không đường. Nấu đến khi nào mà mình thấy phần sữa nó sôi lên như thế này là mình tắt bếp liền, không nấu quá lâu nha các bạn.
Tắt bếp xong rồi thì mình sẽ để cho phần sữa được thật là nguội. Xương sáo thì nguội hoàn toàn rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt ra. Phần xương sáo này các bạn có thể để trong tủ lạnh để cho nó lạnh đi rồi mình ăn cũng được. Đây các bạn coi nè, rất là dẻo luôn mà rất là bóng nè. Núng nính rất là dẻo dai luôn và không hề bị bở. Cắt miếng lớn miếng nhỏ thì tùy theo khẩu vị của mỗi nhà, thì mình cứ việc cắt làm sao mà mình thấy vừa ăn là được nha các bạn. Nấu xương sáo theo cách này rất là dẻo dai. Đây các bạn coi nè, rất là dai luôn mà không hề bị bở. Hạt é thì bây giờ nở rất là nhiều, bây giờ mình sẽ vớt ra và cho chung với lại xương sáo luôn nha. Mình chỉ lấy cái phần hạt é thôi, còn cái phần nước thì mình sẽ bỏ nha các bạn. Mình ngâm hạt é cho lâu lâu để cho nó nở ra thì ăn nó mới ngon. Rồi sau đó mình sẽ cho hết phần sữa mình nấu lúc nãy và nhớ để thật nguội nha. Nguội rồi mình mới cho vô. Đây mình đã làm xong cái phần xương sáo sữa tươi rồi nè các bạn. Phần này thì mình sẽ ăn kèm với đá nha. Uống với đá rất là ngon luôn các bạn. Vừa ăn được xương sáo nè, vừa uống được sữa tươi rất là thơm nữa. Còn nếu mà mình muốn bảo quản thì mình sẽ cho vô chai hoặc là vô một cái ca lớn, một cái bình lớn rồi mình cho vô tủ lạnh. Khi nào mà mình uống thì mình có thể thêm đá vô hoặc là các bạn uống lạnh không như vậy cũng được. Xương sáo thì mình nghĩ có lẽ là gắn liền với rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn trong những cái tuổi thơ. Thì bây giờ rất là tiện lợi, người ta bán gói sẵn cho mình, về chỉ việc là mình nấu lên. Hay là ngoài chợ thì cũng có bán. Tuy nhiên mình muốn an toàn hơn thì mình mua cái gói về mình nấu tại nhà, cũng không sợ quá chất gì. Thường thì ngày xưa muốn ăn á thì cũng rất là khó mua, bây giờ thì rất là dễ hết các bạn. Cứ ra chợ là cái gì cũng có hết. Tuy nhiên thì tự tay mình nấu lên những phần xương sáo sữa tươi như thế này, ăn vừa ngon lại vừa mát nữa. Đây các bạn coi miếng xương sáo nè, nó mềm dai và thơm lắm. Cách làm xương sáo, sữa tươi cùng với đó là hạt é đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu mà các bạn thấy thích, hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Các bạn muốn ăn cái loại xương sáo nào, hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Hôm nào mình rảnh, mình chia sẻ đến với các bạn từng chi tiết công đoạn cách làm.